Liên quan đến vụ việc, chủ quán nhắn nướng Hiền Thiện có hành vi đe dọa xúc phạm một khách hàng khi đưa thông tin về thực phẩm tại quán. Chiều ngày 21 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thiện, chủ quán nhắn nướng Hiền Thiện 30,5 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Trước đó, Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thiện về hành vi làm nhục người khác và ra quyết định khởi tố đối với bị can Lăng Vân Vân là nhân viên trong quán với cùng hành vi làm nhục người khác. Được biết, ngày 18 tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền clip phát trực tiếp với nội dung người đàn ông có hành vi chửi, đe dọa, ép một phụ nữ quỳ dưới đất gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.